Cuộc tình đầu tiên khi tôi 20, tôi yêu với những tình khôi. Sinh viên thì như thế thôi, chỉ có tiếng hát nụ cười. Rồi người rời xa bằng lời chê bai, người trách tôi không tương lai. Tim tôi dường như hát lại, tôi đâu bao năm rồi thôi. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm trái tim vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi. Trên bầu trời giờ một mình chơi vơi, bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và chị Thảo Trang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đời ngược xuôi trăng đến tôi cũng yêu thấu, nếu còn yêu đâu ai rời đi. Hàng chiều những lý do bỏ rơi một người, người ở lại chân như kẻ ngóng trông biết thế nào. Anh ơi anh ở lại với em đi, anh ở lại đừng làm áng mây cho trên bầu trời giờ một mình. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác xơ.